Hello, xin kính chào mọi người đã đến với Đồ Gỗ Gia Thịnh. Và trước mắt các bác đây là một bộ bàn ghế Louis Hoàng Gia. Và sản phẩm này em đang làm theo cái mẫu và cũng như cái lối hàng trong năm 2022. Nó thể hiện cái sự đẳng cấp, cái sự sang trọng và nó mang một cái nét hoa văn và hoa lá Tây. Và sản phẩm này thì cơ sở em đang làm là Hoàng Gia 6 món với chất liệu là gỗ hương đá và toàn bộ ván mặt tràn thì toàn bộ là mặt đến 4 phân. Và sản phẩm này có những cái đặc điểm chi tiết gì thì em sẽ xin mời các bác và cũng như là cùng em dành ra ít phút để ngắm về sản phẩm này mọi người nhé. Với cái thời điểm hiện tại thì các bác lựa chọn một bộ bàn ghế Louis Hoàng Gia về không gian gia đình thì nó cực kỳ là đẹp và nó tăng thêm một cái sự sang trọng, một cái xu thế và cũng như là một cái nét đẹp, cái sự đỉnh cao với không gian phòng khách của gia đình. Và mẫu này thì em đang làm theo cái năm 2022. Các bác có thể nhìn ở đây. Toàn bộ sản phẩm thì về phần trương thì cơ sở em đang làm là trương đục hoa hồng. Về những cái phần giải hoa mai và cũng như cái giải hoa lá Tây đây các bác có thể xem được. Nó rất chi là tinh tế và đỉnh cao. Với toàn bộ phần trương thì cơ sở em đang làm trương dày lên đến là 10 phân. Và lát nữa thì em sẽ que cho mọi người biết thì tại sao con hàng nó đắt hơn, nó rẻ hơn, nó chênh nhau từ đôi đến 3 triệu thì những cái ưu điểm thì nó khác nhau ở những cái chi tiết nào. Thì mọi người hãy cùng em ngắm về đoạn sau mọi người nhá. Đây chỉ là công đoạn đầu tiên. Và sản phẩm này thì cơ sở em đang làm phần mộc thô. Đấy, phần mộc thô. Và toàn bộ thì gỗ thì sẽ là gỗ lành sạch và chọn gỗ chọn vân. Đấy, với cái phần bề mặt đây, bề mặt ngồi thì các bác có thể biết được hàng ván tràn nó sẽ có ưu điểm, nó dày dặn, nó chắc chắn và cũng như là nó nhìn nó sẽ không hề có một mảnh ghép nào. Đấy, toàn bộ ván tràn và là cơ sở em làm liền nguyên một tấm, không hề chấp ghép mọi người nhá. Không chấp hậu, không chấp ghép mọi người ạ. Với cái phần mặt ván đây, phần mặt ván vân veo thì phải nói là đỉnh cao, vân nó lượn sóng mọi người có thể biết được. Cái dòng gỗ hương đá này nó chọn được vân nó đã là một cái sự đẳng cấp rồi. Nhưng mà khi mà lựa được những cái vân nó xoắn, nó cuộn và nó ăn theo những cái hình sóng này thì phải nói là nó đẹp hơn rất chi là nhiều. Đấy, toàn bộ thì cơ sở em đang làm là vân gỗ tự nhiên. Đấy, toàn bộ là vân gỗ tự nhiên. Với cái phần te thì cũng làm mà te đặc liền nguyên một khối. Với những cái chi tiết trên sản phẩm này thì cơ sở em sẽ làm yếm dày lên đến là 4 phân và vén cong toàn bộ đục hoa lá Tây. Đục hoa lá Tây mọi người nhá. Và chân thì sẽ làm là chân 14 mọi người ạ. Chân là chân 14. Đấy, chân 14. Và phần toàn bộ sẽ đục hai mặt, nó sẽ quay cho mọi người. Và mọi người có thể biết đấy, cái sản phẩm Hoàng Gia này thì cái phần phông vách đây. Đấy, phông vách đây. Nhìn mọi người có thể đánh giá được luôn hộ em. Đánh giá luôn hộ em về sản phẩm này. Đấy, vách rất là dày. Đó. Và bao gồm sản phẩm này sẽ là 6 món. Đấy, có một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn kẹp và một đôn con. Với kích thước của sản phẩm này em sẽ báo cho mọi người biết được và cũng như là xong đi vào chi tiết mọi người nhá. Và sản phẩm này thì đang mới kích thước chiều dài của đoạn em đang làm là 2m65. Đấy, và chiều sâu là 75 và cao là 1m51. Với phần ghế đơn thì rộng là 1m2, sâu là 75 và cao là 1m48. Bàn thì rộng là 75 và chiều dài thì làm là 1m57. Đấy, các bác có thể biết được riêng về cái dòng gỗ hương đá mà kiếm được cái mặt bàn 75 thì phải nói là nó đẳng cấp, nó giá trị hơn rất là nhiều. Vì cái phân khúc tầm hàng mặt 75 này liền với một tấm này thì cái giá của nó mua thì nó sẽ rất là cao, nó so với những cái sản phẩm hàng ván chỉ rơi vào tầm độ mức là 68-70, nó đã tương đối là to rồi. Đấy, riêng mà làm những cái hàng ván tràn này nó sẽ cao hơn những cái sản phẩm hàng khung tranh rất chi là nhiều. Bởi vì thứ nhất là cái mặt bàn nó liền với một tấm. Và thứ hai là phải khổ gỗ to, cực kỳ là to. Đấy, thì mới làm được cái mặt bàn này. Đấy, riêng về những cái sản phẩm mặt bàn ván tràn này thì nó sẽ chênh lên so với những cái sản phẩm khung tranh rất là nhiều. Đấy, và toàn bộ là hàng liền với một tấm các bác nhá. Với phần mặt bàn thì cơ sở em mang đục là 3D hoa lá Tây. Đấy, những cái sản phẩm hoa lá Tây này thì nó sẽ kết hợp với những cái phong cách tân cổ điển. Nó mang đến cái sự hài hòa và nó tinh tế, nó kết hợp với những sản phẩm Hoàng Gia theo kiểu Louis của Pháp. Và toàn bộ bàn đôn của ngăn kéo kéo ra kéo vào này. Và làm thêm một lượt cổ khung tranh non. Đấy, một cổ khung tranh non. Đấy. Và đối bên sản phẩm này thì cơ sở em đang làm là hai chiếc ghế đơn. Và toàn bộ sản phẩm hai chiếc ghế đơn này đây, các bác có thể nhìn về thứ nhất là về cái dáng thế của sản phẩm. Và thứ hai là về cái màu sắc của sản phẩm mọi người nhá. Đấy, như các cụ người hồi xưa người ta có quan niệm là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đấy, riêng về sản phẩm này thì gỗ thì phải nói luôn là quá đẹp, quá tuyệt vời. Đấy, quá đẹp, quá tuyệt vời.
Về phần phông vách đây, về phần phông vách thì cơ sở em đang làm thì là hàng chọn vân. Đấy, chọn vân. Đó, mọi người nhìn chiêm ngưỡng luôn đi. Đấy, vân vèo rất là đẹp. Và cái dáng này. Và ưu điểm hơn nữa trên cái sản phẩm và cái những cái dòng bàn ghế như thế này thì mọi người có thể nhìn đánh giá cho em về phần ngang. Về phần ngang mọi người nhá, đây là phần ngang này. Còn đây là phần nhìn mặt trước này. Mọi người nhìn thấy cái dáng vai nó có cong không ạ? Đấy, mọi người có thể đánh giá cho em. Đấy, cái dáng vai nó sẽ có cái độ ngả cong. Đó. Và cái độ của vai nó bo về trường. Nó có dẻo không? Đấy, nó có dẻo không? Không phải người thợ nào cũng có thể làm ra những cái sản phẩm mà nó độc đáo, nó tinh tế như thế này đâu. Đấy, bản cong. Đấy, riêng cái tiền công thợ làm ra nó sẽ mất công hơn và nó kỳ công hơn rất chi là nhiều. Và sản phẩm này thì cơ sở em đang làm thì toàn bộ đục sẽ là đục hai mặt mọi người nhá. Đục sẽ là đục hai mặt để cho mọi người cũng có thể là chiêm ngưỡng và cũng như là nhìn ngắm về sản phẩm này. Đó, toàn bộ là te đặc liền nguyên một khối này. Te thì sẽ là te sạch hết. Đấy, te sạch hết mọi người nhá. Và ở giữa thì có xếp một chiếc đôn kẹp, kẹp giữa hai ghế. Đó, kích thước sẽ là 40x50 trên mặt. Đấy, về tổng quan sản phẩm này thì các bác nào có nhu cầu quan tâm thì có thể là liên hệ đối với cơ sở em. Và sản phẩm này thì cơ sở em cũng xin báo giá công khai để cho các bác biết được. Về một bộ bàn ghế Louis Hoàng Gia đẳng cấp ván tràn dày 4 phân, không chấp ghép và liền nguyên một khối như này thì cơ sở em đang bán mức giá là 85 triệu đồng. Đấy, 85 triệu là các bác phải sở hữu một bộ sản phẩm Hoàng Gia nó đẹp, nó đẳng cấp, nó như thế này. Và cảm ơn các bác đã dành ra ít phút và xem hết video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.